Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki Gaming. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rikki Gaming. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review một tài khoản. Thực ra đây là một tài khoản mà mình đã review một lần rồi. Đó chính là WGCon hay chúng ta thường hay gọi là WACCon. Vâng, nhưng bây giờ thì con anh ta đang ở quân đoàn SWAT. Và nhìn vào cái số hiệu thẻ vô cực nó vãi cả nồi anh em ạ. Vâng, những cái hiệu thẻ vô cực mùa trước đây nó đã bị che lấp đi mất rồi. Và chúng ta không còn nhìn thấy con số 18.000 hiệu thẻ vô cực trước đây nữa. Tuy nhiên thì bắt đầu từ cái thẻ vô cực rồng này và báo này thì 2.555. Và cái thẻ vô cực mà mùa 15 thì 6.647 hiệu thẻ vô cực. Thì WACCon thì anh ta đã có một khoảng thời gian anh ta quy ẩn giang hồ. Và bây giờ thì đang có một sự tái xuất. Và đó là một sự gọi là tái xuất giang hồ thì là như vậy. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối mà tôi review tài khoản WACCon. Các bạn có thể xem lại cái review tài khoản WACCon. Cái tài khoản mà trị giá 1 tỷ Việt Nam đồng. Tôi không nói đùa đâu, 1 tỷ Việt Nam đồng ở thời điểm đó. Thì lúc này thì WACCon anh ta đã không còn chơi cái game Free Fire này nhiều nữa. Tuy nhiên thì anh ta vẫn thi thoảng vẫn vào lại game và có những cái bổ sung thêm về lượng đồ cho cái tài khoản của mình. Vâng, so với nhiều tài khoản bây giờ của Gaina Free Fire sau rất nhiều những cái giảm giá rồi này nọ lọ chai thì có lẽ là tài khoản WACCon này vẫn là một trong những tài khoản rất khủng. Chúng ta có thể nhìn thấy cái số lượng đồ đạc rồi các kiểu xưởng chế tác các kiểu đa điều quá nhiều luôn. Và cái thời đó thì cái tài khoản WACCon này chúng ta nhớ là cái lượng gọi là kim cương nó rất khủng. Và bây giờ thì cái lượng kim cương cũng rất khủng. Và theo yêu cầu của WACCon hay là SWATCon thì tôi đành phải che cái lượng kim cương này đi. Nhưng mà tôi phải nói là lượng kim cương này thì anh em nhìn thấy phát là ngất luôn. Vâng, anh em nhìn thấy cái lượng kim cương này anh em sẽ ngã ngay từ trên ghế anh em đang ngồi xuống đất luôn. Và cái anh chào WACCon này thì tôi có hỏi là tại sao lâu lắm rồi không thấy xuất hiện rồi tái xuất giang hồ gì. Thì WACCon có nói là cũng bận bịu khá nhiều công việc cuộc sống. Các bạn biết là mỗi người mà người ta có 1 tỷ để mà đầu tư vào trong tài khoản của mình thì nó phải có một sự khác bọt về công việc cũng như là cuộc sống rồi. Ok, thì anh chào WACCon này, hãy cho ta biết đến cái tên bây giờ của anh ta đó, SWATCon. Thì hiện tại anh ta một tuần chỉ còn vào game vài lần mà thôi. Và hiện tại anh ta đang ở quân đoàn WAC. Vâng, đang ở quân đoàn gia đình SWAT thì chính xác hơn. Và cái quân đoàn gia đình SWAT này thì họ cũng đang tham gia vào tay to buổi tối. Vâng, 65 cái hòm độc quyền. Và cái thời trước cái tài khoản trước đây của anh ta đó, WACCon Ruli đó, thì cũng là một tài khoản khá kinh. Vậy thì ngày hôm nay thì WACCon ta sẽ quay lại và nhờ tôi đó là đi đập 1000 hòm 10 kim cương và đập cái hòm mà chúng ta vừa được thấy ở trong xuất hiện cho Gaina Free Fire, cái hòm mà bỏ 10 kim cương ăn 1000 kim cương ấy. Thì tất nhiên là không có nhiều người có nhiều kim cương đến mức mà để gọi là thử xem là có ra được 1000 kim cương hay không. Thì hôm nay thì WACCon sẽ cho tôi mượn tài khoản để gọi là đập thử kim cương, test tỷ lệ của cái hòm 10 kim cương ra 1000 kim cương. Nhưng mà trước đấy thì chúng ta review qua một tí thì chúng ta thấy tài khoản này có rất nhiều bộ trang phục vẫn chưa thèm mở ra. Có lẽ là cả một khoảng thời gian dài rồi thì anh chàng WACCon này cũng không mở tài khoản ra nữa, không mở hòm đồ nữa. Và đồ là rất nhiều luôn, đồ quá nhiều. Và 35 đá chế tác này, 13 cái thẻ ô cực, 13 cái đá, 13 cái hòm ma thuật. Vâng, quá kinh luôn. Có luôn cả bộ trang bị, đó là bộ huyền thoại. Vâng, bộ thợ săn đầu lâu. Đấy, chúng ta điểm qua đồ nữ xem có gì. Đồ nữ cũng khá kinh luôn. Đồ nữ cũng rất là nhiều đồ vàng. Và cũng như là có đồ trong xưởng chế tác. Nói chung là cái tài khoản này thì gần như là đủ hết đồ từ hồi đầu đến giờ. Tôi không biết là tài khoản này có phải là tài khoản mới của anh chàng này hay là một tài khoản mà anh chàng này đầu tư mới. Không rõ đây phải tài khoản cũ không. Thì các bạn mà muốn so sánh tài khoản này với tài khoản cũ thì các bạn hãy xem ở trong cái phần mô tả. Nhưng mình sẽ để lại cái link mà hồi trước mình có review cái tài khoản của anh chào WACCon này. Thì nó rất khủng. Có lẽ là cái tài khoản này là một tài khoản mới chăng. Bởi vì tôi không thấy những cái đồ cổ. Cái tài khoản WACCon hồi trước là có rất là nhiều đồ cổ. Có lẽ đây là một tài khoản mà anh ta đầu tư khác. Vâng, đại gia đầu tư 1 tỷ ở Gaina Free Fire. Nó có một cái sự khác bọt rất lớn. Cũng có thể thấy cái tài khoản này cũng rất đắt tiền, đắt giá luôn. Đầu tư rất nhiều cho cái tài khoản SWATCon này. Và chúng ta nhìn thấy là đồ khủng long các thứ là đầy đủ các kiểu đa điểu. Rồi khủng long hường. Và chỉ có tiếc là hai con khủng long 7 màu với là con khủng long hổ thì là chưa có. Mình đó là bộ vĩnh viễn. Nhưng mà thực ra với số lượng kim cương mà anh ta đang có này thì đấm mà
vào thì nó cũng kinh thôi. Đấm vào thì nó gọi là không trượt cái nào. Còn cái chỗ trang phục mà chưa thể mở nó quá nhiều luôn. Vâng, trang phục mà chưa mở của anh ta khi có nhiều hơn tài khoản của rất nhiều người khác. Đây là chúng ta sẽ đến xem là xem trong skin súng có gì hay ho không. Hình như đây nó vẫn là cái tài khoản Wacom đấy anh em ạ. Tại vì tôi thấy là mấy cái con báo rồi con các thứ vẫn tên là con AFK Ruli. Và vẫn là cái con AFK Ruli ngày xưa. Ok, đây là hòm súng này, 14 năm một phép thuật, rừng xanh, thảm họa. Nói chung là cũng đủ hết, chỉ thiếu kim sư điểu. Hình như là không có luôn cả cái khẩu địa ngục mà mới ra mắt thời gian gần đây. Có lẽ là lâu rồi thì Wacom ta cũng không vào game. M1014 thảm họa, rằn di, rồi pha âm, rồi hàn băng, rồi đôi mắt tử thần. Như vậy là M04 cũng đủ hết. AK hỏa kỳ lân, kim kỳ lân, băng kỳ lân, không có tử kỳ lân thôi. Có mình đó là AK dòng lửa, và cũng như là có các skin súng khác của AK. Có AK giáng sinh luôn này, AK bí ngô. Như vậy là có AK giác đấu. Như vậy là không có AK thợ săn đầu lâu. Có lẽ anh ta cũng không để ý lắm. Tại vì từ cái hồi đấy đến giờ thì cũng đã có rất là nhiều những cái chuyện xảy ra. Cái phần cuối cùng mà tôi review tài khoản của bác con, nó cũng đã cách đây cỡ khoảng nửa năm rồi. Và nửa năm là cái lúc mà con người ta có thể thay đổi nhiều thứ. Với những cái người mà có nhiều tiền trong tay rồi có thể đầu tư vào một cái tài khoản khủng như là con, thì có lẽ là anh ta đã có rất là nhiều những cái thú vui khác. Và với những người mà có nhiều tiền thì thú vui của họ không chỉ là game đâu anh em ạ. Thú vui của họ là rất nhiều những cái khác nhau luôn. Và tôi phải nói thật với các bạn là cái tài khoản này đến bây giờ, mặc dù là nó nhiều tháng nay nó không được cập nhật thêm đồ, nhưng nó vẫn là một cái tài khoản khủng. Và ta vẫn có thể nhìn thấy lượng đồ của nó là rất dồi dào luôn. Và súng xếp các thứ nó quá nhiều luôn. Không quá nhiều P90 thanh lịch, rồi thì các kiểu đá điểu kiếm. Như vậy anh ta có đặt trước cái thẻ vũ cực mùa vừa rồi. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến 34 cái hòm dương đã nhận. Nhưng mà nhìn vào số lượng cái hiệu thẻ vũ cực thì phải công nhận là nó kinh khủng thật. Ngày xưa cái hồi mà tôi còn chưa review cái tài khoản của Wacom này, anh em kêu gào tôi review tài khoản này nhiều lắm luôn, thề với anh em luôn. Ok, bây giờ mình sẽ mua thêm cái hộp may mắn nhá. Mình sẽ mua thêm cái hộp may mắn này để đạt được con số 1000 hộp. Sau đó thì mình sẽ đập 1000 hộp ra để cho nó gọi là căng đét và khét lẹt lẹt luôn. Và cái này thì chúng ta chỉ mua được 10 hộp một lần thôi, nên là cái việc mà mua hộp này nó hơi mất thời gian một tí anh em ạ. Chính ra mà Gaiana mà bổ sung thêm một cái tính năng mà cho chúng ta mua gọi là nhiều hộp hơn thì nó sẽ ấy hơn, nó sẽ gọi là nhanh nhẹn hơn. Bây giờ mình mua 10 hộp thì chúng ta phải mua mấy chục lần, mua 50 lần thì chúng ta mới có thể sở hữu được đó là 1000 hộp. Thực ra thì có một cái muốn nói thêm với các bạn là đến thời điểm này tôi theo dõi comment từ hôm qua giờ vẫn chưa ai mở ra được 1000 im gương cả. Vâng, tôi xem ở trên tất cả các video của rất nhiều YouTuber, rồi xem trên video của người này người kia. Và chính hôm qua tôi cũng có thử đập mất 3000 im gương, đập mất khoảng mấy chục hòm ấy. Vâng, thì cũng phải mấy trăm hòm đấy thì cũng chưa ra được. Và tôi cảm thấy là nó khá là khó. Và thậm chí là ngày hôm qua khi mà tôi đập còn chưa ra được một lần nào là 5 kim cương một lượt. Vâng, phải nói là đây là một cái hòm mà nó có một cái độ hút máu nó kinh khủng khiếp, dã man tàn bạo vô nhân đạo nhất trong cái game này từ trước đến giờ. Tức là từ trước giờ khi mà bạn có mua một cái đồ gì chắc chắn bạn sẽ mua một cái đồ đấy. Còn đây là một cái hộp mà khi các bạn đập là nó về hư không luôn. Và tức là khi mà các bạn đập, các bạn bỏ 10 kim cương nhận lại 1 kim cương, tức là 9 kim cương kia ở bạn nó tan biến vào hư vô luôn. Và mình sẽ kiểm tra mới được 680 hòm thôi. Mình sẽ cắt qua đoạn này một chút để nhanh hơn nhá. Và bây giờ mình sẽ lên 1000 im cương, lên 1000 hòm luôn. Và chúng ta tàu nhanh lên 1000 hòm để cho anh em đỡ sốt ruột. Ok, bây giờ thì mình đã có 1000 hòm rồi. Và 1000 hòm, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đập 1000 hòm để xem nó có ra gì không. Bây giờ thì 1000 hòm này bây giờ mà mình đập thì nó sẽ bị rớt xuống dưới. Tại vì cái này nó sẽ sắp xếp theo vần alpha B. Và mỗi lần như vậy chúng ta sẽ phải kéo xuống dưới. Và hy vọng sẽ không đập nhầm một số những hòm súng. Và thậm chí hôm nay còn có 40 cái hòm 30 cái hòm đó là AK dòng lửa. Và 30 nhân 60 là 1800 kim cương rồi. Và nhà không thiếu gì ngoài điều kiện anh em ạ. Và riêng cái hộp mảnh nhân vật có 1000 hộp. Vâng, quá ghê đi, tài khoản nó quá kinh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến để đập hộp quả cực chất. Vâng, 10 hộp đầu tiên, chưa có gì, nói chung là khó lắm. Đấy, tôi đập nhầm hộp rồi. Vâng, rất hơi khó anh em ạ, hơi khó. Vâng, cái xác suất mà cái việc mà chúng ta bị bấm nhầm nó hơi khó. Tiếp tục mở, vâng, toàn là vàng thôi.
Có nhiều anh em mình nói vui là đây là cái sự kiện mà chúng ta đổi kim cương lấy vàng theo một cái tỷ giá nó cực chát. Vẫn đang chưa mở ra anh em ạ. Vâng, 970 tiếp tục sẽ mở ra. Hơi khó đấy, khó đội bán chó đấy. Vâng, 960. Vâng, vẫn đang mở và nói chung là cũng toàn 1-2 kim cương thôi. Thậm chí chưa thấy cái nào được 5 kim cương cơ. Vâng, chưa thấy cái nào được 5 kim cương chứ đừng nói gì đến 10 kim cương. Ok, vừa rồi mình có mở nhầm một hòm. Như vậy là tí nữa chúng ta sẽ phải mở lẻ mấy hòm mấy chăng. Và vẫn đang mở và toàn một kim cương hết 1.000 hòm. Chúng ta mở 1.000 hòm và hy vọng là có một lần ra được con số đó là 1.000 kim cương. Thì tôi cũng sẽ thấy đó là một cái điều khá hên. Nhưng mà đến hiện tại thì chúng ta mở 100 hòm rồi mà 100 kim cương vẫn chưa ra. Và tôi chỉ hy vọng là chúng ta sẽ mở ra một hòm nào đó mà có 100 kim cương nhé. Còn 1.000 kim cương thì nó hơi hư cấu quá. Và vẫn toàn một kim cương em ạ. Một kim cương đều như bắt tranh. Một kim cương đều như bắt tranh luôn, thề với anh em luôn. Và toàn 1 với 2 kim cương ạ. Vãi cả hàng với lại bàng. Tài khoản không biết là nếu như mà bây giờ tôi nếu như mà có thời gian nhé, mà ví dụ như bác con anh ta tiêu hết tất cả chỗ kim cương này thì có một lần nào ra được không? Vâng, không biết là xác suất của cái này bên gái nào để là bao nhiêu, hay là xác suất của nó chỉ là 1/1000000. Vâng, xác suất của cái 1.000 kim cương có ly là chỉ 1/1000000 thôi, thế là 1.000.000 người mở thì mới có một người trúng được 1.000 kim cương. Và bây giờ thì tôi vẫn đang rất muốn tìm xem ai đó mở ra một hòm nào đấy mà được 1.000 kim cương, thề với anh em luôn. Vâng, chúng ta đã đập đến gần 200 hộp rồi. Ôi, vừa ra là phát 5 kim cương rồi. Vâng, vừa ra là phát 5 kim cương rồi, thơm bơ. Vâng, bắt đầu khả quan rồi anh em ạ. Sau khi đập 200 hòm thì chúng ta đã ra được một hòm 5 kim cương nha. Vâng, sau khi đập hơn 200 hòm, ok, và đang quay trở lại về con số 1-2 kim cương rồi. Vâng, nhưng mà tôi thấy đó là một điều gọi là rất là ngon. Lúc này chúng ta đã mở được 5 kim cương. Vâng, đấy lại 5 kim cương tiếp. Sau khi mà mở còn 300 hòm thì chúng ta đã có có 2 lần ra là 5 kim cương. Để xem là có thêm những lần nào mở 5 kim cương nữa hay không. Và đúng là đập nhiều, đập số lượng lớn là có xác suất ra đấy. Tôi bắt đầu có một tí niềm tin vào với cái chương trình này rồi anh em ạ. và vẫn đang có pha đập vừa rồi ra rất nhiều kim cương nhưng mà không có hòm nào giá trị cao cả. Và lại 1-2 kim cương cộng thêm với là vàng. Cái tài khoản này có gần 1.000.000 vàng. Và ôi chết thôi, ấn nhầm. Và một pha ấn nhầm đến từ Rika Khịa. Vẫn đang được mở đến từ Rika Khịa Gaming. Và có ông ta còn lại 698 hòm. Và đập rất kinh. Và số lượng vàng ông ta tăng khá chậm. Ok, ra rất nhiều kim cương. Mà mỗi lần chỉ ra là 1 kim cương thôi. Bỏ 10 kim cương ăn 1 kim cương. Và tỷ lệ lỗ phải gọi là không phải ăn nữa mà là bỏ 10 kim cương là lỗ 9 kim cương thì chính xác hơn. Vẫn đang mở. Ok, mới có 2 lần ra 5 kim cương. Cố lên ra một lần 10 kim cương nào. Ui, Nó ra toàn vàng anh em ạ. Nó ra một lần 10 cái toàn vàng ạ. Vãi cả trưởng, ít nhất phải cho chúng ta 1 kim cương, bỏ 100 kim cương ra ăn rồi 3 kim cương kìa. Vâng, và một ít vàng. Cái hòm thực sự quá khó luôn. Vâng, cái hòm nó quá khó luôn. Chúng ta bỏ ra 100 kim cương để lấy lại 500 vàng. Sự kiện gọi là bỏ tiền để mua vàng thì chính xác hơn. Và vẫn mới chỉ có 2 lần ra 5 kim cương thôi. Vâng, mới có 2 lần ra 5 kim cương, xác suất quá thấp. Trong khi chúng ta hôm nay đã chỉ còn lại hơn 500 hòm. Cực kỳ căng thẳng, đó là gì mà chúng ta đang được thấy trong bản đầu này. Thi đấu đang ở những pha thi đấu căng đét và khét lẹt lẹt giữa Riaki mình cùng với cả việc mở hòm kim cương. Và có vẻ như là cái hòm kim cương nó rất cứng đầu và mãi nó chưa ra số 5 anh em ạ. Chúng ta mới có 2 lần ra là hòm 5 kim cương thôi, hòm 10 kim cương thì chưa đến đâu luôn. Vẫn đang được mở 1.000 hòm mà chúng ta đã tiêu hết gần một nửa rồi. Quá khó rồi, bạn cho đi. Thế này thì ok, chúng ta đi một nửa quãng đường. Và tôi cảm thấy là cái game này nó khó thật sự ạ. Vâng, cái hòm này nó quá khó luôn. Bây giờ tôi vẫn đang thắc mắc là không biết có anh em nào mở ra được gọi là 10 kim cương, 50 kim cương, 100 kim cương không nhỉ? Vâng, quá thắc mắc. Ôi, được một lần 10 kim cương rồi anh em. Vâng, vừa rồi đó là một lần được 10 kim cương. Vâng, đã được một lần 10 kim cương rồi. Vâng, đã được một lần 10 kim cương rồi. Ngon rồi, ngon thật sự rồi anh em ạ. Vâng, chúng ta được 2 lần 5 kim cương và 1 lần 10 kim cương. 2 lần 5 kim cương và 1 lần 10 kim cương. Chúng ta còn lại 418 hòm. Vâng, vừa rồi tôi ấn hơi nhanh nhưng mà tôi đã thấy con số 10 kim cương nổi lên. Và đó là 2 lần mở ra 5 kim cương và 1 lần 10 kim cương. Ok, đã có một chút niềm tin vào chương trình này. Và chúng ta có thể sẽ mở ra 100 kim cương trong một vài cái hòm tới chăng. Vâng, cố lên nào. Cố lên nào anh em ơi, cố lên nào.
Vâng, cố lên nào, cố lên, còn lại 368 hom vẫn đang chưa thấy tăm hơi. Ít nhất được một lần 10 kim cương là ok rồi đấy. Và tôi cảm thấy là khá kinh rồi đấy, tôi cảm thấy là khá khiếp rồi. Ta vẫn đang đập hộp những cái pha đập hộp cực mạnh, còn lại 328 kim cương, 328 hom, 318 hom này. Ok, tiếp tục đập ra, hy vọng là đại gia con sẽ cảm thấy vui với cả cái màn đập kim cương này của tôi. Nó khéo mới đập không bằng tôi đâu, khéo mới đập có khi không son bằng tay tay tôi luôn. Vẫn đang quay rất ác liệt đến từ Rika Khịa, nhưng mà khó thật sự rồi. Và từ đấy giờ chưa thấy một lần nào thêm 5 kim cương, chứ đừng nói 10 kim cương. Và như vậy là mở 1.000 hòm thì chúng ta ra được 2 lần 5 kim cương và 1 lần 10 kim cương. Và chúng ta vẫn còn khoảng 200 hòm nữa. Và biết đâu kiểu kỳ diệu đến phút cuối, chắc chắn là tầm này thì lỗ rồi. Vâng, ui ra 5 kim cương thì rất đẹp, kim cương có vẻ rất nhiều nhưng mà thực ra nó lại rất ít. Hộp quà cực chất, hơi khó nhỉ. Và hộp quà cực chất tôi thấy nó cũng hơi chất á, tôi thấy nó cũng khá chất. Và đây mà gọi là hộp quà cực chát luôn, đang mở 88 hòm, có lẽ hy vọng của chúng ta là khó thật sự rồi. Và 178 hòm, 188 vẫn đang là mở. À, các bạn xem đến đoạn này, các bạn đã là những người rất kiên trì 2-3 lần ra 5 kim cương rồi. Chúng ta vừa thêm một lần 5 kim cương nữa, quá tuyệt vời. Và 1.000 hòm mà chúng ta được 3 lần 5 kim cương và 1 lần 10 kim cương. Nói gì đi anh em 1.000 kim cương đâu, 100 kim cương đâu. Và chúng ta đã ra được 2-3 lần, đấy 4 lần 5 kim cương rồi. Và vừa rồi chúng ta thêm một lần 5 kim cương, đó là 4 lần 5 kim cương. Và 4 lần 5 kim cương và 1 lần 10 kim cương. Và tỷ lệ rất nhỏ trong số cái những cái lần mà chúng ta mở ra như này. Và chúng ta được 4 lần 5 kim cương rồi, 5 lần 5 kim cương cho số nó phong thủy nào anh em. Và cho các bạn xem video clip này một ngày mới tốt đẹp nào. Và 5 lần 5 kim cương nào bạn ơi, 5 lần 5 kim cương nào bạn ơi. Và vẫn đang chưa ra, và game hơi khó, chúng ta chỉ còn lại có 48 hòm thôi. 48 hòm, sau khi mở 1.000 hòm, hòm quà cực chất, vẫn đang có những pha gọi là thi đấu căng đét và khét là lẹt, nhưng mà vẫn đang chưa ra anh em ạ. Và thêm một lần nữa đi, ui lại thêm một lần nữa 50 gương rồi, như vậy là 5 lần ra 50 gương. 5 lần ra được 50 gương và 1 lần ra được 10 kim gương, còn không thấy 100 kim gương và 1.000 kim gương đâu cả. Và như vậy là chia tay cuộc chơi. Như vậy là sau rất nhiều lần mở, chúng ta đã có đó là 5 lần ra được 5 kim cương và 1 lần ra được 10 kim cương sau 1.000 lần mở hộp. Hy vọng là anh em đã có cho mình đó là cái kinh nghiệm và nhận được gói bóng chày. Dạo này cái vòng quay bắn vàng hay lừa, vòng quay bắn kim cương hay lừa lắm. Chúc mừng các bạn, phải hết chúc mừng thì các bạn mới biết là các bạn có cái gì được mừng. Và không thì nó lại toàn ra những cái bộ đồ nó lỉn cù anh em ạ. Và nhưng mà làm cho mình mừng hết lớn luôn. Và kiểu cứ chúc mừng xong mới chả thấy gì cả. Đấy lại chúc mừng nhưng mà lại ra đồ thường đấy, lại ra gói cao bồi, vòng quay cực trôn. Và thật ra là cái việc mà ra cái gói này nó bựa ở chỗ nhá, là kể cả bạn có cái bộ trang phục ấy rồi nó vẫn ra cái đồ chúc mừng đấy, lại ra 5 cái đá kìa, 5 cái mảnh. Và lại chúc mừng, ui lại ra đồ đều anh em ạ. Và chúc mừng, nhưng mà chúc mừng bạn đã nhận được đồ đều. Tôi vẫn đang cảm thấy khá vui vẻ với cả cái vụ quay 1.000 hòm kia. Vâng, quay 1.000 hòm được 1 lần 10 kim cương và 5 lần 5 kim cương, toàn thật sự. Vâng, nào mở nào. Đấy rồi, chưa ra anh em ạ, vẫn ra là bóng chày. 117 lucky, cái tài khoản này đen hơn tài khoản của tôi. Tài khoản này tôi quay một phát ở bên tài khoản tôi ra luôn. Ôi, nó vẫn chưa ra. Vâng, 5 cái đá ma thuật, khó khăn thật sự anh em ạ. Vâng, mở lại đi anh em ơi. Và tiếp tục mở, và tiền của đại gia bác con mà ra đồ xịn rồi. Ôi đi, lại ra đồ đều anh ạ. À đây rồi, chạy đâu con sâu. Và cuối cùng chúng ta đã có đó là bộ mãnh sư. Chạy đâu con sâu, và chạy vào lọ, chạy vào mắt. Chúng ta đã có mình đó là bộ mãnh sư rồi. Quá ngon lành cành đào luôn. Và bây giờ thì cái MB10 truy săn chẳng này có rồi. Ok, có lẽ là cái chương trình phá kim cương của chúng ta nó đã đi đến hồi kết rồi. Và chúng ta sẽ chỉ chơi đến như vậy thôi. Và có lẽ là sẽ quay thêm xem là cái tài khoản này có son hay không. Quay thêm một tí công viên ma quái này. Anh chàng này có lẽ đã bận nên là cũng không có thời gian để quay công viên ma quái này luôn. Và quay cái này thì nó cũng dễ thôi. Cái bộ này tôi quay cũng dễ. Bộ này tôi không quay, mà Gaina cho tôi thì là tôi có full cả bộ luôn. Là tôi chả phải quay gì cả. Ra thẻ level 4 nhân vật, quay thử xem có đen không. Anh chàng này quay hơi đen đấy, từ nãy giờ ra chưa ra cái sớ nào, chưa ra viên đá, chưa ra cái sớ nào, chưa ra cái bản thiết kế nào luôn.
1.000 hòm như vậy là ra được 5 lần 5 kim cương và 1 lần được 10 kim cương, anh em nhớ nhá. Và có anh em nào mà cũng thử ở trên một cái diện lớn đấy với 1.000 hòm thì anh em có thể chia sẻ cho Riaki mình biết là anh em đã đốt tiền của mình như thế nào. Ok, ra ra gì đây? Ô lại ra hai đá. Vâng, hai đá anh em. Vâng, hai đá luôn anh em ạ. Vâng, những pha đập đá cực ghê đến từ Rika Kia mình. Ok, có lẽ là đập như vậy thôi, nhưng hôm nay có vẻ như là cái tài khoản con này không son lắm rồi. Vâng, tên là con nhưng mà lại không được son. Vâng, và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ ngó qua cái quân đoàn của anh chàng này một chút. Hiện tại anh chàng này đang ở trong quân đoàn SWAT, và cái quân đoàn SWAT này thì vẫn là một trong những quân đoàn mà tồn tại khá lâu trong game Free Fire. Tôi biết là cái quân đoàn này là một trong quân đoàn mà họ tồn tại từ thời đấu trường sinh tồn mùa 1, hồi đấy cũng có một team, thì là team SWAT thì phải. Và bây giờ thì họ vẫn đang duy trì, nhưng mà có vẻ như là những thành viên trong quân đoàn này thì họ cũng khá active đi. Vâng, thấy số lượng điểm danh dự rất nhiều. Ok, và đó là cái phần review tài khoản Real Gaming. Và nếu như đây là đầu tiên các bạn đến với kênh của Real Gaming, đừng quên để lại mình một like, một subscribe nhá. Và tạm biệt anh chàng đại gia Wacom ở trong video này.